Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hoàng Đức đứng tại đường Tân Bình Trọng, quận 5. Phía trước đó là đường Hùng Vương. Và bây giờ thì Hoàng Đức sẽ quay lại và chia sẻ các bạn cô bác mình con đường Tân Bình Trọng này ha. Bên tay phải đó là phường 4, quận 5. Còn đây là giao giữa Tân Bình Trọng và đường Trần Phú. Đường Tân Bình Trọng này sẽ bắt đầu từ ở ngay chỗ đường Hùng Vương ra tới đường Võ Văn Kiệt cũng như là bến Hàm Tử ngày trước. Và bây giờ là đổi thành đường Võ Văn Kiệt ha. Còn bên tay trái đó là trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Con đường Tân Bình Trọng này thì hai bên đường mình thấy là cũng có rất là nhiều cây rất là cao to, bóng mát luôn các bạn. Còn đây là giao lộ giữa đường Tân Bình Trọng và đường An Dương Vương. Bên phải đó là phường 3, quận 5. Còn bên trái cũng là phường 3, quận 5 các bạn. Khu vực này thì bán đồ ăn uống cũng rất là nhiều. Hủ tiếu Nam Vang Mỹ Phương nè, cháo vịt 162. Rồi cháo vịt gốc nhà lá. Gốc nhà lá này mình nghĩ là ở Thanh Đa thì phải. Còn đây là ngã tư giữa Tân Bình Trọng và đường Nguyễn Trãi ha. Còn bên trái đây là nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Còn bên trái đây là tu viện Mến Thánh Giá, Chợ Quán. Cái khu vực cũng rất là lớn luôn các bạn. Còn đây là ngã tư giữa Tân Bình Trọng và đường Tân Hưng Đạo ha. Nếu như các bạn rẽ trái ra chợ về chợ Bến Thành ha, còn rẽ phải thì mình đi ra tới quận 5 cũng như là cái khu bưu điện chợ nè, bưu điện quận 5 đó các bạn, ngay đường Châu Văn Liêm được á. Còn đây là giao giữa đường Cao Đạt và đường Tân Bình Trọng.
đường này thì nó dài khoảng hơn một cây số thôi các bạn. À, bên trái mình đó là phường 1, quận 5. Còn bên phải cũng là phường 1 luôn. À, phía trước mặt mình đó là đường Võ Văn Kiệt đây, cũng như là bến Hàm Tử. À, đây, à, hôm nay thì đường phố Sài Gòn cũng tương đối là vắng vẻ ha, cũng không có đông đúc nhộn nhịp như những ngày thường. Hôm nay là sau một ngày Giáng sinh, đêm Giáng sinh, thì hôm nay như vậy bà con mình cũng được nghỉ vào ngày Chủ nhật, cho nên là rất là vắng. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây, và chúc cô bác, anh chị và các bạn mình dồi dào sức khỏe và bước vào một năm mới tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Và xin cảm ơn, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoàng Đức có động lực để quay những video tiếp theo nha các bạn.